Sở quản lý nhà ở hạt Santa Clara đang vận động những người có nhà cho thuê tham gia một chương trình gọi là Heading Home, là một phần của chương trình Section A giúp tìm nhà cho thuê và giúp các gia đình có nhiều rủi ro mất nhà, giữ được nhà sẽ có nhiều ưu đãi và quyền lợi cho chủ nhà. Nếu quý vị có nhà và muốn cho người trong chương trình Section A thuê qua chương trình Heading Home này, có thể gọi số 408-275-8770.